Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay em giới thiệu các anh chị một căn nhà có diện tích ngang 4, dài 20m, hướng chính bắc, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, nằm kế bên khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây. Sau đây các anh chị cùng theo dõi căn nhà rất tuyệt vời này. Nhà của chúng ta gồm một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, mặt tiền đường nhựa. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 8 các anh chị. Có ngân hàng hỗ trợ cho chúng ta vay 1 tỷ, chúng ta chỉ cần trả trước 800 triệu là sở hữu căn nhà này rồi. Đây là một cái căn nhà giá vừa phải và mặt tiền luôn các anh chị nha. Có 4 phòng ngủ, hướng chính bắc, nằm kế bên khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây số. Và trước khi theo dõi căn nhà tuyệt vời này, các anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để mình cùng theo dõi những cái bất động sản sắp tới giúp em. Xin chào. Đây là mặt trước của căn nhà các anh chị. Đây là căn nhà nằm trong khu dân cư rất là đông đúc, nằm kế bên khu đô thị 5 sao. Đường trước nhà của chúng ta là đường trải nhựa các anh chị nha. Căn nhà của chúng ta được xây dựng cách đây khoảng 1 năm. Và hiện tại thì gia chủ cần bán căn nhà này vì không có người ở các anh chị nha. Đây là một cái căn nhà nằm trong khu dân cư rất là đông đúc và rất là yên tĩnh, kế bên khu đô thị 5 sao. Đường trước nhà của chúng ta là đường nhựa, có chiều rộng khoảng 8m và lề đường mỗi bên là 3m các anh chị. Căn nhà của chúng ta được sơn màu xanh rất khác biệt so với những căn nhà còn lại. Mái của chúng ta kiểu mái Thái các anh chị. Sân trước nhà của chúng ta có chiều rộng khoảng 3m các anh chị. Căn này thì có diện tích là ngang 4, dài 20m, hướng chính bắc, được công nhận đầy đủ trên sổ luôn. Và đã có sổ hồng riêng, giá đầy đủ căn nhà này là 1 tỷ 8. Và các anh chị chỉ cần trả trước là 800 triệu, ngân hàng hỗ trợ chúng ta vay 1 tỷ. Còn nếu chúng ta có tiền mặt luôn thì chúng ta có thể trả hết 1 tỷ 8 là mình sở hữu vĩnh viễn căn nhà này luôn các anh chị. Đã có sổ hồng riêng, đàng hoàng luôn. Đồng hồ điện nước riêng hết các anh chị. Sân của chúng ta này có chiều rộng là 4m và chiều dài là 3m. Đây là phòng khách của chúng ta. Phòng khách của chúng ta có dài khoảng là 4m các anh chị nha. Và tất cả ở đây được sơn cái tông màu xanh rất là đẹp luôn. Căn nhà này thì nằm kế bên khu đô thị sinh thái 5 sao, một cái khu đô thị phát triển rất là tuyệt vời. Tuy nhiên những căn nhà trong khu đô thị 5 sao thì giá tầm khoảng 3 tỷ 7, 3 tỷ 8 các anh chị mới mua được. Còn chúng ta có số tiền nhỏ hơn thì chúng ta có thể sở hữu căn này với giá là 1 tỷ 8 và ngân hàng hỗ trợ cho vay là 1 tỷ luôn các chị nha. Đây, phòng khách của chúng ta cũng được trang trí khá là đẹp mắt luôn. Căn nhà này còn mới, chưa có ai ở luôn các chị nha. Ngang 4m, dài 20m, một trệt một lầu hướng chính bắc. Nhà của chúng ta nằm là nhà mặt tiền trong một cái khu dân cư khá là yên tĩnh và rất gần với khu đô thị 5 sao, gần chợ, gần khu công nghiệp các anh chị, rất là thuận tiện chúng ta kinh doanh làm ăn buôn bán. Đặc biệt là căn nhà này có một cái phòng ngủ ở bên dưới nữa các anh chị, rất là thuận tiện cho những anh chị nào mà có những người lớn tuổi, những người không thích leo cầu thang thì mình sẽ có một cái phòng ngủ nhỏ nhỏ ở dưới này. Cửa phòng là bằng gỗ các anh chị ha. Căn nhà này thì mình cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây số. Tất cả đều là đường trải nhựa, xe hơi đậu trước nhà và có thể lùi xe vào sân nhà luôn. Đây là khu vực bếp các anh chị. Bếp của chúng ta thì cũng thiếu một cái tủ bếp trên và tủ bếp dưới thôi, còn lại đầy đủ rồi. Và ở chỗ này thì chúng ta nấu ăn khá là thoải mái, khá là rộng luôn. Có chiều rộng là khoảng tầm 3m, chiều ngang thì là 4m rồi. Chỗ này mình có thể để máy giặt này, kế bên cái cửa ra đằng sau. Sân sau của chúng ta có chiều rộng là 2m các anh chị nha. Căn nhà rất là thoáng và không bị bí không khí cũng như là ánh nắng. Đây, sân sau của chúng ta này khoảng rộng khoảng hơn 2m luôn. Đằng sau này chúng ta có một cái nhà vệ sinh các anh chị.
khá là thuận tiện, nhà vệ sinh mình để ra phía sau này khá là sạch sẽ và nó không bị bốc mùi lên cái căn nhà của chúng ta. Nhà vệ sinh hoàn toàn tách biệt, riêng biệt ra phía sau so với phần còn lại của căn nhà, và cũng được lát gạch từ dưới lên trên luôn, đầy đủ các thiết bị vệ sinh luôn các chị. Cửa này của chúng ta là bằng cửa nhôm ha. Đây thì mình cũng có những cái vòi nước để thuận tiện chúng ta có thể rửa chén, khi mà có tiệc đông người quá thì chúng ta có thể rửa đằng sau. Các anh chị để ý là dưới nền gạch thì mình được lót bằng gạch bóng kính, gạch bông khá là đẹp, khá là sáng luôn các chị. Nhà của chúng ta thì dư ánh sáng luôn các chị, rất là sáng luôn các chị. Hai bên tường này thì cũng được lát gạch này lên khoảng 1m6 và giúp cho căn nhà của chúng ta chống được rêu mốc cũng như là bụi bẩn lau chùi khá là dễ dàng. Đây là không gian phòng khách, các anh chị hãy nhìn một lần nữa các anh chị nha. Chúng ta có thể nhìn ra sân, và căn nhà này nếu có một chiếc xe hơi nho nhỏ thì mình có thể đậu vào trong sân cũng như là lùi vời phòng khách được nha. Căn nhà của chúng ta gồm một trệt một lầu ha, và có tới 4 phòng ngủ ha, có một phòng thờ đây. Cầu thang của chúng ta làm bằng gỗ khá là chắc chắn, và những cái bậc thang này làm bằng những cái viên đá hoa cương này, cái gì thành tay vịt là bằng gỗ. Gỗ này chắc không phải là gỗ căm xe đâu, nhưng mà khá là chắc chắn luôn các chị nha. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1,8 tỷ các chị nha, và có hồ sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ cho vay 1 tỷ với lãi suất khá là thấp hiện tại. Ở đây chỗ này chúng ta có thể làm khu vực thờ nha các anh chị. Đó, có sẵn một cái bàn thờ cho các anh chị. Khu vực này thì nó rộng khoảng tầm 3m, 3m và chiều ngang là 4m. Đây là khu vực phía sau của căn nhà. Nhà vệ sinh cũng được đẩy ra ngoài, nằm ở phía sau nha. Đó, nhà vệ sinh này cũng giống như bên dưới này, một lát gạch một cái màu thôi, một tông màu. Được lát gạch từ dưới lên trên, và cũng có cửa sổ thông gió này, thông khí khá là thuận tiện, và giúp cho cái nhà vệ sinh nó có ánh sáng và thông được không khí. Bên tay trái thì có một cái phòng ngủ này các chị. Phòng ngủ này cũng khá là rộng, rộng khoảng 4x4 là 16m, và có cửa sổ thông gió luôn các chị. Căn nhà của chúng ta có diện tích ngang 4, dài 20, sổ hồng riêng các chị nha. Sổ hồng riêng và hướng là hướng chính bắc, vay được ngân hàng. Điện nước thì riêng hết, tất cả là có đồng hồ của nhà nước, tính theo giá nhà nước. Và giá đầy đủ căn nhà này là 1,8 tỷ ha, và gần bên khu đô thị 5 sao. 1,8 tỷ thì ngân hàng hỗ trợ cho chúng ta vay khoảng được 1 tỷ. Còn các anh chị muốn vay bao nhiêu vay ha, mình vay dưới 1 tỷ cũng được. Mình thiếu bao nhiêu thì mình vay bấy nhiêu ha. Căn nhà này mình có 3 phòng ngủ thôi các anh chị nha. 2 phòng ngủ ở trên này, 1 phòng thờ và 1 phòng ngủ ở dưới đất. Đó, đây là một cái phòng ngủ lớn của căn nhà này. Được sơn màu xanh khá là đẹp, đều có cửa sổ ha. Nền gạch thì là gạch bóng kính. Ở đây chúng ta có cửa đi ra ngoài ban công ha. Ban công ở đằng trước của chúng ta này, rộng khoảng tầm 2m ha. Chỗ này mình có thể đứng ngắm cảnh hóng mát. Đó, đối diện chúng ta là những cái căn nhà dân, nhà dân đã ở rồi. Căn này thì lâu rồi không có người ở nên là bán gấp ha, bán với giá là 1,8 tỷ, rất là rẻ so với thị trường. 1,8 tỷ mà có sổ hồng riêng ha, diện tích là ngang 4, dài 20m, hướng chính bắc, nằm kế bên khu đô thị 5 sao. Từ đây ra chợ Bình Chánh thì khoảng 3 cây. Ở đây thì có khu công nghiệp Cầu Tràm này, có chợ Cầu Tràm, khu đô thị 5 sao. Trung tâm thương mại của khu đô thị 5 sao thì khai trương vào tháng 2 năm 2021. Đây là một cái trung tâm siêu thị khá là lớn ở khu vực này. Và căn nhà này cách cái trung tâm này rất gần luôn, khoảng 500m ha. Và giá đầy đủ của căn nhà này là 1,8 tỷ các anh chị nha. Các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ, có sổ hồng riêng và hỗ trợ vay ngân hàng 1 tỷ. Các anh chị chỉ cần trả trước cho bên em là 800 triệu là sở hữu rồi.
Và tới đây em sẽ kết thúc review căn nhà này. Nếu các anh chị thấy thích thì hãy like kênh cũng như là đăng ký kênh để mình theo dõi những cái bất động sản sắp tới. Hãy nhấn vào những cái nút đăng ký này và những cái nút xem thêm để mình có thể xem thêm được nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.